Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. MU muốn mua Barobay, Chelsea -si lôi kéo Rashford. Chính thức lộ diện mục tiêu mùa đông của MU. Hậu vệ Son heung không bận tâm đến Ronaldo và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU muốn mua Barobay, Chelsea -si lôi kéo Rashford. Trong dự án tương lai lâu dài, Huấn luyện viên Erik Ten Hag có ý định đưa Brun Brobay về MU trong kỳ chuyển nhượng tới. MU từng liên hệ với Brobay ở phiên chợ vừa kết thúc, tuy vậy cầu thủ người Hà Lan tiếp tục khoác áo Ajax sau khi thực hiện điều khoản mua đứt từ AB League Erik Ten Hag từng có thời gian làm việc cùng Brobay nên rất hiểu về kỹ năng của tiền đạo 20 tuổi này. Brobay ghi hai bàn và thực hiện hai đường chuyền quyết định cho Ajax ở giải vô địch Hà Lan sau 5 trận ra sân. MU sẽ chia tay Ronaldo sau mùa giải này. Broadway là giải pháp mà Erik Ten Hag và các quan chức mảng bóng đá ở Carrington rất yêu thích. Bên cạnh đó, Chelsea đang triển khai kế hoạch chiêu mộ Marcus Rashford, cầu thủ mà MU vừa bắt đầu quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng. Tôn Bao Ly, chủ sở hữu mới của Chelsea, có ý định tăng chất anh trong đội hình. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Chelsea lấy Raheem Sterling từ Man City, mới đây, Graham Potter cũng được chọn thay thế Thomas Tuchel. Rashford là mục tiêu mà tỷ phú Tôn Bao Ly muốn có trong tháng riêng 2023 thời điểm hợp đồng của anh với MU chỉ còn nửa năm. Phong độ hiện tại của Rashford rất nổi bật khi được Erik ten Hag xếp đá trung phong, cầu thủ 24 tuổi này vẫn chưa có phản ứng trước đề nghị gia hạn từ MU. Thỏa thuận, MU và Chelsea tranh giành mục tiêu chuyển nhượng. MU và Chelsea hiện muốn giành chức ký của trưởng bộ phận tuyển dụng Matt Hop của Wolverhampton. Được biết hai đội bóng sẽ nhanh chóng đưa ra thỏa thuận trong vòng vài tuần tới. Hope bắt đầu đảm nhận vai trò hiện tại vào tháng 2 năm 2022 tại Wolverhampton. Một số vai trò của Hope tại sân Molinius bao gồm trưởng nhóm tuyển dụng tài năng, trưởng nhóm tuyển dụng người cho học viện và trưởng nhóm bộ phận tuyển trạch. Chính thức lộ diện mục tiêu mùa đông của Ten Hag Theo tiết lộ của nhà báo Dean mẫu MU đã đưa tiền đạo Ivan Toney của Brentford vào tầm ngắm và coi cầu thủ này là mục tiêu số 1 ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ngôi sao sinh năm 1996 là mẫu tiền đạo có sức mạnh và khả năng chấp cơ hội cực tốt, anh chơi cực tốt ở mùa giải vừa qua, ghi 12 bàn ở ngoài hạng Anh và có thêm 5 kiến tạo, góp công lớn giúp Brentford trụ hạng thành công. Mùa này Ivan Toney tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng, anh có mặt trong tất cả các trận đấu của Brentford, ghi 5 bàn thắng, 2 kiến tạo trong 6 trận. Ba trong số các bàn thắng của Ivan Toney đến vào tuần trước khi anh lập hai ấn tượng vào lưới Leeds United. Trận FC Series với MU diễn ra theo đúng kế hoạch, Ngoại hạng Anh và Liên đoàn bóng đá Anh FA đã chính thức thông báo hoãn các trận đấu ở vòng 7 ngoại hạng Anh sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà. Trong khi đó, các trận đấu ở cấp độ châu lục vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Trận đấu FC series với MU ở vòng bảng Europa League sẽ khởi tranh vào lúc 23 giờ 45 phút vào ngày 15 tháng 9 giờ Việt Nam. Sau khi thảo luận với các cơ quan quản lý liên quan và theo hướng dẫn của chính phủ Vương quốc Anh, MU có thể xác nhận trận đấu tại Europa League với FC Serif sẽ diễn ra vào tối thứ năm tại Moldova. Lịch thi đấu vẫn sẽ được giữ nguyên và cổ động viên có thể sắp xếp thời gian đến cổ vũ cho đội bóng, thông báo của MU nêu rõ. MU là một trong ba đội bóng Anh phải làm khách vào giữa tuần tới, bốn đội bóng Anh còn lại tham dự cúp châu Âu được thi đấu trên sân nhà. Eric Ten Hag cam đoan Anthony sẽ thành công ở MU. Eric Ten Hag rất vui với tác động tức thì của Anthony khi bán ngay trận ra mắt chỉ vài ngày sau khi cập bến Old Trafford. Cựu thuyền trưởng Ajax chia sẻ, sẽ mất thời gian để chúng tôi thích nghi với nhau, nhưng cậu ấy đã thích nghi rất nhanh. Anthony là cậu nhóc rất ngoan, rất cởi mở để được giúp đỡ. Cậu ấy sẽ thích nghi nhanh chóng tại Old Trafford. Mọi người đã chào đón Anthony và tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thành công tại MU. Hậu vệ Sonsedat không bận tâm đến Ronaldo trên sân Hậu vệ Paul Pacheco của Real Sonsedat cho rằng có nhiều thứ phải tập trung trên sân hơn là việc theo sát động tĩnh của Ronaldo. Pacheco chia sẻ, đúng là tôi rất quan tâm đến việc được thi đấu cùng Ronaldo, tuy nhiên đó chỉ diễn ra trước trận đấu, khi ra sân, tôi không còn bận tâm đến anh ấy nữa và tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Thống kê cho thấy Ronaldo có 4 lần dứt điểm, 2 lần bị chặn, 2 lần không trúng đích, đi kèm với đó là 4 lần việt vị, 9 lần để mất bóng. Đây là những thống kê không được ấn tượng trước hàng thủ trẻ trẻ của Sonsedat. Ronaldo có một tình huống đánh đầu tung lưới Sonsedat ở phút 36 sau đường tạt bóng của Diogo Dalot, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận khi trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị. Sau 7 trận đấu, 297 phút có mặt trên sân, Ronaldo vẫn chưa có bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Trong cả hai lần CD7 đá chính ở mùa này, quỷ đỏ đều nhận thất bại. Chuyên gia bóng đá Sinico bình luận về Ronaldo trên ESPN. Điều hiện ra trong đầu tôi khi xem Ronaldo thi đấu là cậu ấy đã già. Có một tình huống CD7 bị hai cầu thủ đối phương đuổi theo và bóng dù đã bứt tốc trước. Ronaldo còn thiếu điều đó, thật khó khi chơi bóng ở tuổi 37-38. Ten Hag khiến tất cả Việt vị với Eriksen Man United đã có một khởi đầu đáng thất vọng trong chiến dịch Europa League của mình. Khi để thua 0-1 trước Real Sociedad vào tối thứ năm, Erik Ten Hag đã thực hiện 6 sự thay đổi, đó luôn là một quyết định mang tính rủi ro. Nó làm đảo lộn nhịp điệu gần đây của MU khi không ai trong số các cầu thủ được trao cơ hội chứng tỏ được mình. Casemiro được trao suất đá chính đầu tiên kể từ khi đến Real Madrid vào tháng trước đã chứng minh lý do tại sao McTominay vẫn giữ được vị trí của mình. Trong khi đó, đóng góp rất đáng chú ý của Ronaldo là bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau quả tạt của Diogo Dalot. Và cái tên gây ấn tượng nhất lại là Christian Eriksen, tuyển thủ Đan Mạch, giống như trận gặp Arsenal đã tỏa sáng như một ngọn hải đăng ở hàng tiền vệ. Ten Hag đã khiến mọi người ngạc nhiên khi bố trí Phép trong vai trò của một số 10 và để Eriksen phát triển mạnh ở vị trí số 8, trong khi Phép vật lộn để thích nghi ở một vị trí rất xa lạ thì Eriksen đã chứng minh một lần nữa tại sao Ten Hag lại sử dụng anh. Sau khi cựu sau, Tottenham rời sân ở hiệp 1, cơ hội của MU đã cạn kiệt. Eriksen là kiến của hầu hết những thứ quỷ đỏ tạo ra trong 45 phút đầu tiên. Khi mà U chưa bộ Eriksen trong mắt hầu hết mọi người là để anh cạnh tranh với Fernandez cho vị trí tiền vệ tấn công. Nhưng việc Ten Hag dùng Eriksen trong thời gian qua hay mới đây nhất là trước Real Sociedad cho thấy vị chiến lược gia người Hà Lan đã xem anh là một số 6 hay số 8 của riêng mình. Quyết định sử dụng Fed ở vị trí số 10 đã phản tác dụng phần nào nhưng việc từ chối thay đổi vai trò của Eriksen đã nói lên điều đó. Ten Hag coi tuyển thủ Đan Mạch là tiền vệ giữ nhịp mà ông muốn ở đề dòng. Tất cả những gì MU có được trong hai trận gia quân gần đây đều là kết quả của khả năng cầm bóng và điều tiết lối chơi của cựu cầu thủ Brentford. Anh ấy ở đẳng cấp trên cả những người đồng đội của mình. MU có thể đã chi hàng triệu euro cho những cầu thủ như Lisandro Martinez, Casemiro và Anthony trong mùa hè, nhưng việc bổ sung Edison theo dạng chuyển nhượng tự do là thương vụ tốt nhất của họ cho đến nay. Ten Hag xác định nhắm cầu thủ lãnh đạo MU. Trận thua sốc của MU trước Sociedad sẽ như một viên thuốc đắng sau bốn trận thắng liên tiếp. Bộ đôi Ronaldo và đội trưởng Maguire đã trở lại nhưng cả hai cho thấy lý do tại sao Erik Ten Hag lại lãng quên họ trên ghế dự bị suốt thời gian vừa qua. Song chính những cầu thủ này cần trở thành nền tảng tinh thần của toàn đội để giúp phóng thay đổi vượt qua bầu không khí u ám mỗi khi bại trận. Ten Hag là một người kỷ luật nhưng cũng trao quyền tự do cho các tên chủ lực. Bruno đã giải thích điều đó trong giai đoạn tiền mùa giải. Người sao Bồ Đào Nha chia sẻ, Ten Hag mang lại kỷ luật nhưng ông ấy cũng cho cầu thủ tự do lựa chọn. Ông ấy có những quy tắc riêng mà chúng tôi phải tuân theo, nhưng cũng muốn giao một số trách nhiệm cho những cầu thủ lớn tuổi hơn. Quy đỏ đã thiếu người lãnh đạo trong mùa giải trước và Ten Hag dường như một nhóm cầu thủ lớn tuổi, dù có thi đấu hay không, nhận trách nhiệm làm đầu tàu. Tom Hiên 36 tuổi, phương án dự phòng của Đề Ga, người hùng với Phi và hai ngôi sao phục vụ cho một ưu lâu nhất trong đội hình hiện tại ở vị trí thủ môn. Tiếng nói và kinh nghiệm của Hiên trong phóng thay đồ là điều vô giá, bằng cách giao nhiệm vụ dẫn dắt đội cho một số cầu thủ nhất định tên hắc sẽ phần nào giảm bớt cánh nặng lèo lái MU. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.